Vâng ạ, xin chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với bài học tiếp theo của Phan Anh trong chương trình đào tạo về thương mại điện tử và bán hàng ở trên Facebook. Và bài học hôm nay thì tôi cũng chia sẻ một chút cái kinh nghiệm và lý thuyết về cái định hướng để phát triển nội dung fanpage. Nói chung cái người bán hàng ở trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Facebook bây giờ thì nếu mà không nói đến fanpage thì chắc là chúng ta cũng rất là khó để có thể bán hàng. Mặc dù là chúng ta vẫn có thể bán hàng ở trên profile, bán hàng trên group, có đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái việc phát triển và chăm sóc cái fanpage như thế nào về mặt nội dung để làm sao tăng được like, tăng được tương tác, tăng được cái người mua hàng lên, đấy là một cái điều rất là quan trọng và chúng ta thường xuyên phải quan tâm. Thế thì cái bài học này với cái mục đích là định hướng một số những cái lý thuyết cũng như là cái trải nghiệm cơ bản để giúp các anh chị có thể phát triển cái thương hiệu của fanpage cũng như cái việc bán hàng của mình, được không ạ? Thế thì đầu tiên là tôi muốn bàn về cái kế hoạch để mà làm cái nội dung cho fanpage. Thứ nhất là chúng ta cần phải có định hướng chung. Thế cái định hướng chung ở đây là cái gì ạ? Tức là chúng ta muốn phát triển cái fanpage đấy như thế nào? Ví dụ như là có bao nhiêu like trong tuần mới, bao nhiêu like mới trong một tháng, đúng không ạ? Lượt xem là bao nhiêu, lượt tương tác là bao nhiêu? Nếu như chúng ta up video thì chúng ta up bao nhiêu video, up hình ảnh, up bài, bao nhiêu bài, và chúng ta đo lường mỗi cái bài viết đấy như thế nào. Cái định hướng của chúng ta là muốn đi theo hướng là page thương hiệu hay là page giải trí hay là page bán hàng hay là page cộng đồng thì chúng ta cần phải lên kế hoạch. Và thậm chí là chúng ta vừa phải duy trì một cái page thương hiệu của chúng ta nhưng đồng thời chúng ta vẫn có thể phát triển đồng thời một số cái page giải trí để chúng ta kéo like, rồi chúng ta kéo truy cập vào cho website cũng như cho fanpage chính của chúng ta. Đấy là một số cái chiến lược thì chúng ta cần phải đưa ra cái định hướng chung, được không ạ? Tiếp tục là số 2 là chúng ta phải đặt mục tiêu. Mục tiêu ở đây là mục tiêu rõ ràng về các cái số liệu, đúng không ạ? Mục tiêu về cái sự phát triển đấy nhằm mục đích là gì? Và tất nhiên là cái mục tiêu này nó phải gắn đến yếu tố kinh doanh và yếu tố làm thương hiệu, yếu tố nhận diện thương hiệu, đúng không ạ? Và cao nhất đó là cái khả năng tương tác và bán được hàng. Tiếp theo số 3 đấy là chúng ta cần nghiên cứu về khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai, đúng không ạ? Chúng ta phát triển cái fanpage này cho ai xem, cho ai đọc, mục đích của chúng ta là gì? Chúng ta bán hàng hay là chúng ta bán quảng cáo hay chúng ta cho thuê status để mà chúng ta kiếm tiền được trên fanpage? Anh chị có hiểu ý tôi không ạ? Mình phải nghiên cứu được mục tiêu của mình, nghiên cứu được khách hàng mục tiêu của mình để từ đó mình đưa ra nội dung phù hợp. Tôi lấy thí dụ như là cái fanpage là bán khoa học của tôi chẳng hạn, tôi lấy thí dụ như thế. Thế thì trên đó là các cái nội dung về những cái gương thành công của các cái khách hàng, của các học viên, đúng không ạ? Và cái đối tượng mà xem cái fanpage của tôi là những cái người làm kinh doanh, là các chủ doanh nghiệp, là những người đang bán hàng. Họ quan tâm đến điều gì, đúng không ạ? Tất cả những cái nội dung mà họ quan tâm bao gồm là quảng cáo làm sao cho rẻ, bán hàng làm sao cho nhiều đơn, chốt đơn như thế nào, test sale ra sao, một số những cái ý tưởng như vậy. Từ cái việc mà mình nghiên cứu khách hàng mục tiêu là ai, họ thích gì, họ muốn đọc gì, họ xem như thế nào, có đúng không ạ? Tiếp tục, đấy là chúng ta sẽ cần phải phát triển nội dung mang tính chất là phải có những cái sự khác biệt, phải có những cái điểm nhấn. Đấy thì trước khi trao đổi cái bài này thì tôi cũng xem rất là nhiều các cái fanpage cộng đồng. Và quả thực là tôi cũng rất là thích một số các cái fanpage. Họ có cái nội dung giải trí rất là tốt, những cái video làm với những cái nội dung mang tính thời sự rất là hài hước, vui vẻ. Và tôi thấy là thực sự là mình học hỏi được rất nhiều thứ để mà mình phát triển nội dung cho cái fanpage của mình cũng như là của các khách hàng. Tức là tôi muốn nhấn mạnh ở cái mục số 5 này là các anh chị cần phải tạo ra sự khác biệt về nội dung, đúng không ạ? Về hình thức thể hiện, đúng không ạ? Chúng ta phải có cái sự đầu tư. Ví dụ như là chúng ta phải làm những cái dịch vụ, làm những cái loại hình media như là hình ảnh, chụp hay là chế, đúng không ạ? Video là ghi hình hay là biên tập, đúng không ạ? Livestream vân vân, kiểu như thế. Và nó có kết hợp với những cái chủ đề làm sao hấp dẫn nhất, được chưa? Tiếp tục đến là chúng ta sẽ cần phải đưa ra một số những cái định hướng về cho fanpage của mình, đúng không ạ? Cái định hướng ở đấy chúng ta phát triển như thế nào, chúng ta nhận diện thương hiệu ra sao, những cái nội dung gì thì được phép và những nội dung gì thì không được phép. Bước số 7 tôi muốn chia sẻ đấy là chúng ta việc lựa chọn cái thông điệp truyền thông, đúng không ạ? Bởi vì cái việc mà chúng ta phát triển cái fanpage ấy thì cái thông điệp, cái những cái nội dung chủ đạo ở trên cái fanpage đấy là cái gì thì rất là quan trọng, đúng không ạ?
chúng ta phục vụ cho đối tượng khách hàng nào thì tôi đã trả lời rồi. Và khi có những nội dung đấy thì chúng ta cần phải quan tâm, ví dụ như là bây giờ nó đang xu hướng là video, thì liệu rằng mình có nên tập trung vào video không? Xu hướng là hình ảnh, đúng không ạ? Các câu danh ngôn, các câu châm ngôn, các bài học cuộc sống, các bài học kinh nghiệm. Chúng ta lựa chọn chủ đề, những cái chủ đề hấp dẫn nhất, những cái chủ đề hot nhất, được nhiều người xem nhất là gì? Thì chúng ta sẽ viết, chúng ta sẽ bình luận, chúng ta sẽ sản xuất các media có nội dung như vậy. Các anh chị hiểu ý tôi không ạ? Mình phải dành thời gian ra, mình phải dành công sức, dành tiền bạc ra. Thậm chí là chúng ta sẽ phải tổ chức những cái cuộc thi, event, các cái cuộc thi concept như vậy để chúng ta lấy giải thưởng, để chúng ta lấy những cái nội dung tương tác của khách hàng. Bởi vì fanpage cũng như Facebook là nó có cái khả năng là người dùng tự tạo nội dung số, đúng không ạ? Một lát nữa tôi sẽ cho các anh chị xem một số các ví dụ để các anh chị hình dung ra là ok, phát triển thông điệp, nội dung cho fanpage là gì. Đặc biệt là tôi muốn nhấn mạnh vào yếu tố chủ đề, đúng không ạ? Các cái chủ đề tình yêu, hôn nhân, giới tính, gia đình, kinh nghiệm nuôi dạy con cái, vân 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 vân, thì được yêu thích rất là nhiều. Các anh chị hiểu ý không ạ? Tiếp tục, đấy là cái mục số 8. Bước số 8 tôi muốn nói đấy là các anh chị cần phải so sánh, học hỏi với chính cái đối thủ cạnh tranh của mình. Chẳng hạn như fanpage của mình bán quần áo, giày dép, đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ phải xem rất nhiều các fanpage bán quần áo, giày dép khác, xem họ làm như thế nào, họ up sản phẩm ra sao, họ up nội dung mang tính chất cộng đồng, mang tính chất giải trí như thế nào, tính thời điểm họ up, đúng không ạ? Nội dung họ up, chủ đề họ up, cách thức họ up, thì chúng ta có thể tham khảo, học hỏi và chúng ta phát triển những cái yếu tố khác biệt và tốt hơn nữa, để có thể trước mắt là bắt kịp được với đối thủ, nhưng mà sau đấy là mình sẽ vượt lên đối thủ. Các anh chị hiểu ý tôi không ạ? Cái việc so sánh, học hỏi từ đối thủ cạnh tranh là rất quan trọng các anh chị nhé. Chứ không phải là mình cứ xem của mình rồi mình nghĩ rằng là của mình là hay nhất, đúng không ạ? Đấy, mục số 9, đấy là chúng ta sẽ phải thiết lập và sản xuất, tổ chức sản xuất nội dung. Sau khi có định hướng, sau khi có chủ thể, sau khi nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng rồi, của khách hàng mục tiêu rồi, thì chúng ta sẽ phải định hướng và sản xuất nội dung cụ thể, đúng không ạ? Thí dụ như chúng tôi đang sản xuất video để bán khoa học cho các anh chị, thì các anh chị cũng có thể sản xuất hoặc tổ chức những cái buổi talk show, những cái buổi business show, hay là nói về marketing, hay nói về kinh doanh ở trên YouTube, ở trên Facebook, ở trên fanpage, đúng không ạ? Các anh chị có thể phát livestream, các anh chị có thể là up hình ảnh, đúng không ạ? Đi đâu đấy mình có thể chụp hình, không mình up, mình viết những cái caption rất là hay, mang tính chất là gì ạ? Khơi gợi, mang tính chất là giáo dục khách hàng để từ đó chuyển đổi thành người mua, có đúng không ạ? Tôi lấy thí dụ như thế này, tôi có nhớ một cái thời gian trước đây là có một cái trend nó rất là hot trong mấy ngày, trend tức là xu hướng đấy ạ. Tức là sao? Cái trend đấy là 28 tuổi thì bạn phải có 500 triệu trong tay. Thế là cứ liên tục, tất cả các cái Facebook user, bạn bè của tôi chia sẻ cái bài viết đấy. Thế thì tôi cũng đọc cái bài viết đấy để tôi thấy rằng là tôi không đồng ý với cái quan điểm của cái xu hướng đấy. Ý tôi muốn nói là cái xu hướng đấy rất là hot, đúng không ạ? Thì tôi ngay lập tức tôi sẽ viết một cái bài viết là 28 tuổi cần gì 500 triệu. Và tôi đưa ra những cái lập luận của tôi để thấy rằng là ở cái tuổi 28 bạn không nhất thiết phải có 500 triệu. Thậm chí bạn không có tiền, bạn vẫn có thể thành công ở tuổi 30, 32, 35. Nếu như bạn có những thứ như thế này, bạn có những cái suy nghĩ như thế này. Và cái bài viết của tôi được hưởng ứng rất là tốt, đúng không ạ? Ý tôi muốn nói đấy, cái việc từ định hướng sản xuất nội dung và mình đưa nó vào. Và liên tục, nếu như mình bơm, mình sản xuất, mình up những cái nội dung đấy lên. Nội dung có thể do mình trực tiếp sản xuất, hoặc nội dung có thể do mình sao chép, mình chỉnh sửa. Nhưng cũng hết sức lưu ý, tránh về vấn đề bản quyền, các anh chị nhé. Bởi vì hiện nay Facebook cũng như YouTube quét cái nội dung có tính chất bản quyền, đặc biệt là video, rất là nặng, đúng không ạ? Nếu như các bạn mà vi phạm một cái thì rất có thể cái fanpage của bạn sẽ bị xóa. Hoặc những cái nội dung nhạy cảm như là chủ đề xốc xếch, hở ra thịt nhiều, thì cũng rất là có thể cái page đấy sẽ bị hạn chế, hoặc cái page đấy sẽ bị khóa hoặc bị xóa, đúng không ạ? Cái bước tiếp theo nữa là bước số 10, đấy là mình phải quản trị cái nội dung, quản trị cái sự tương tác của khách hàng. Thí dụ như là mình viết là mình nghĩ là hay, thế nhưng mà mình đưa lên thì khách hàng người ta phản hồi rất là tiêu cực, rồi có thể vi phạm tiêu chuẩn của cộng đồng Facebook đưa ra. Thì từ đó mình nhìn vào cái điều đó sẽ rút ra những cái kinh nghiệm cho mình để mình phát triển những cái nội dung tốt hơn, mình sản xuất những nội dung tốt hơn để đưa lên.
Bởi vì cái việc chăm sóc fanpage rất là quan trọng. Chăm sóc ở đây nó giống như là mình chăm sóc cái khu vườn, đúng không ạ? Thứ nhất là nó phải sạch sẽ, gọn gàng, nó phải đẹp và nó phải nghệ thuật. Đúng không? Cái người xem người ta phải cảm thấy thích thú. Một cái ý nữa tôi muốn chia sẻ đấy là khi làm gì thì làm thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến KPI, KPI, đúng không ạ? Và chi phí. KPI là sao? Tức là cái đo lường về mặt hiệu quả. Thí dụ một ngày tôi sẽ post bao nhiêu video, tôi sẽ post bao nhiêu bài viết là text, tôi sẽ post bao nhiêu bài viết là hình ảnh. Các anh chị hiểu ý không ạ? Thời gian tôi post là khi nào? Tôi phải lựa chọn những cái khung giờ vàng, những cái khung giờ mà có nhiều người truy cập nhất, khách hàng mục tiêu của tôi truy cập nhiều nhất để tôi post. Thậm chí là tôi có thể lựa chọn post đi post lại cái bài viết của tôi. Một cái bài cách đây 1 tháng, 2 tháng tôi có thể đảo lên tôi post lại. Bởi vì sao? Theo nguyên tắc của real time, thời gian thực và timeline của Facebook thì rất có thể những cái bài đấy nó sẽ bị trôi đi mà người khác vẫn chưa đọc được. Mình có thể post lại vẫn có giá trị, anh chị ạ. Đấy, và mình lập ra một cái bảng Excel xem là hàng tuần, hàng tháng mình sẽ làm gì và mình đo lường như thế nào, có bao nhiêu view cho video, có bao nhiêu click cho web, có bao nhiêu click vào đường link, có đúng không ạ? Rồi thì sao nữa? Cái lượt chia sẻ, lượt bình luận, lượt inbox trên fanpage của bạn. Những cái điều đó bạn phải chú ý và bạn phải bắt được cái xu hướng của mình để mà mình từ đó mình liên tục làm những cái nội dung có chất lượng hơn. Thì đó là một số cái ý tưởng cơ bản mang tính lý thuyết. Thế thì trên tay tôi đang cầm sẵn một cái điện thoại của tôi, đúng không ạ? Thế thì tôi cho các anh chị xem thêm một cái ví dụ mà tôi là người trực tiếp cố vấn phát triển cái fanpage thương hiệu, không phải là fanpage giải trí, cũng không phải fanpage showbiz, cũng không phải fanpage cộng đồng kiểu hài hước bệnh bựa gì đấy. Thì nói thật ra là về mặt nội dung thì những cái fanpage mang tính chất cộng đồng giải trí bệnh bựa một chút, vui vẻ một chút thì thực sự là cũng có xu hướng dễ làm hơn rất nhiều. Like, nhất tương tác, share, xếp nó cũng rất là nhiều các anh chị ạ. Vừa rồi thì tôi có giới thiệu với các anh chị một số các ví dụ, thí dụ như của Bill fanpage Bill Skin Việt Nam, và trên mạng có rất nhiều các cái fanpage hay, fanpage chất lượng, có lượng xem rất là lớn các anh chị ạ, và họ có đội ngũ biên tập rất là lớn. Thế thì các anh chị có thể tham khảo. Thì cái bài học này chỉ mang tính chất định hướng giúp các anh chị thôi ạ. Thế thì cái việc phát triển fanpage để giúp bán hàng, giúp kiếm tiền từ đó rất là tốt, nên các anh chị nên chú trọng đầu tư vào. Và thậm chí là các anh chị có thể khai thác quảng cáo được. Đấy là một số những cái định hướng mà hiện nay rất nhiều các cái đơn vị người ta cũng đang thực hiện. Thế thì bài học của tôi cũng hôm nay cũng chia sẻ ở đây. Rất mong nhận được sự đóng góp mà ý kiến của các anh chị và các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các bạn trong các bài học tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.